quanh quan niệm là làn da đẹp á thì mặc cái gì cũng đẹp. Thật ra cái váy này mọi người vừa khen rất là nhiều và có bạn đã hỏi thì anh đứng mọi người xem chỉ một cái váy rất vớ vẩn, một cái váy ngủ à, một cái váy mặc ở nhà rất là vớ vẩn 2 giây. Thế nhưng mà vì mình có một làn da trắng này, sáng này, mịn màng này, không có da chết thì mặc auto đẹp, mặc cái gì cũng đẹp luôn ý. Chính vì thế là đôi khi nhiều mọi người nghĩ là anh mặc đồ đẹp ý, thật ra nó cũng không phải là yếu tố là do đồ nó đẹp đâu, mà là vì là mình có làn da ok ấy, cho nên là mặc cái gì nó cũng đẹp, mọi người công nhận không? Đấy, da đẹp nhá thì có mặc khoác bao tải cũng thấy đẹp. Bởi vì mọi người biết là ở khí hậu Hà Nội ý, thời điểm lạnh này da thường rất là tái và nó bị xỉn da ấy vì nó lạnh mà. Nhưng mà da của anh thì bất chấp thời tiết luôn, bất chấp thời tiết luôn. Đây là cái đầu tiên này, là cái mà anh thích nhất, là cái ủ trắng được của bằng than hoạt tính là anh thích nhất, mình mê cái này lắm luôn đi, bởi vì tắm xong một cái là mình cảm nhận được rõ rệt luôn. Ngoài ra thì nó còn có cái này là cái sữa tắm này, nó có cả cái hạt để tẩy da chết nhá. Đó, còn đây là hai cái này là một cái là kem dưỡng da ban đêm, một cái là vô cùng thích là dưỡng da ban ngày mà còn có cả chống nắng nữa. Skin A, E, C phải dùng đầy đủ từng bước như thế này thì ta sẽ có một làn da như thế này, tất cả các sản phẩm đều có đồng giá là 490.000 đấy. Nhưng hiện tại công ty đang có chương trình khuyến mại, tức là mình mua một combo là gồm có cái tắm này này, cái tắm ủ trắng này với cả một cặp dưỡng da ban đêm và dưỡng da ban ngày này thì mình sẽ được tặng một cái sữa tắm hàng ngày này. Mua ở đâu á? Mọi người có thể để lại số điện thoại ở đây để mọi người ở công ty mọi người sẽ liên hệ và hướng dẫn mọi người cách mua sản phẩm chính hãng nhá. Và bây giờ không để mọi người chờ đợi lâu nữa, anh sẽ test thử trên da của anh để mọi người có thể nhìn thấy cái sự an toàn cũng như là cái hiệu quả của dòng sản phẩm này nhá. Ui thích lắm luôn ấy. Bình thường ấy là anh để tránh trường hợp mặt tay của mình bị trơn ấy thì anh hay cho ra cái bát. Cái bát như thế này, anh bóp ra để mình không phải bóp nhiều lần ấy, bóp luôn một cái bát như thế này một cái lượng vừa đủ. Hình như anh dùng sắp hết rồi sao ấy. Nó hết rồi, lấy bộ cũ để like. Dùng sắp hết rồi đây này, bóp mãi không ra. Cái chất kem của cái chất kem này nó làm như này này, nó sẽ có những cái hạt li ti như này để mình tắm, mình massage nhẹ trên da và mình tẩy da chết trên da của mình ý. Đó, đây cái này thì mình có thể tắm hàng ngày nhá. Tắm hàng ngày để làm gì? Để cho nó da mình nó mềm, nó mướt và nó tẩy được da chết trên da của mình. Các cái hạt li ti này nó sẽ tẩy da chết trên da của mình. Đó, mọi người mà mua ấy thì mọi người để lại số điện thoại ở đây nhá, để người công ty sẽ liên hệ mọi người. Rồi anh phải rửa tay đi đã để anh bôi cái than hoạt tính đi kìa. Bây giờ thì anh sẽ bôi cái ủ trắng này, cái ủ trắng than hoạt tính này. Nó chiết xuất phần lớn chủ yếu là than hoạt tính nhá. Ai bạn nào vừa hỏi thì chất kem của nó là chất kem đen đen như này này. Anh sẽ bôi thẳng lên tay của anh luôn. Đấy. Đây, chất kem của nó là bằng màu đen như này, nó bằng than hoạt tính mà. Mọi người bảo là anh đang trắng như thế này thì nhìn rất là khó ra, đúng thật sự là như thế, bởi vì là anh đang dùng sản phẩm này rồi cho nên là nó rất là trắng, da hiện tại đang rất là trắng sáng rồi ý. Cho nên là để mà phân biệt được một năm để cảm thấy được rõ thì là sẽ không thấy được đâu, bởi vì là da anh đang rất là trắng rồi đó. Nhưng mà anh sẽ test lên trên tay để cho mọi người thấy là mỗi một nó sẽ có sự khác biệt ít nhiều, và nó sẽ có là nó sẽ đọ hai tay cho mọi người thấy nó sẽ sáng hơn, nó sẽ mịn hơn, nó mướt hơn đó. Thì lát nữa sẽ cho mọi người xem. Nó rất là đặc ý, cái kem này, cái kem ủ nó rất là đặc, cho nên là lúc mà bóp ra mình phải bóp bằng lúc tay của mình khô ấy thì phải bóp ra hết luôn một cái lượng vừa đủ ra cái bát, xong rồi mình chỉ việc bôi lên trên da của mình thôi, lúc mình tắm thôi. Mọi người để ý không, những cái sản phẩm tắm trắng an toàn ấy thì trên khi mà bôi lên da của mình sẽ không có bất kỳ một cái kích ứng nào, không bị vàng lông, không hề bị châm chích, bởi vì là có rất nhiều những sản phẩm tắm trắng mà khi mà bôi lên da của mình ấy thì nó sẽ có hiện tượng bị chích châm chích ngứa, và ở các cái lỗ chân lông nó sẽ bị phản ứng bằng cái cách là nó sẽ bị như kiểu nổi mẩn lên như kiểu mình bị ngứa ấy, và nó rất là khó chịu. Sản phẩm này là đây, Skin AEC nhá, của Hàn Quốc nhá, bạn nào phải ST nhá. Mà bạn nào quan tâm muốn mua thì mọi người có để lại số điện thoại ở đây để hưởng ưu đãi của công ty là mua 3 cái này, mua cái ủ trắng này và cặp sản phẩm cặp dưỡng này ngày và đêm thì sẽ được tặng. Xin anh phải để cho mọi người nhìn thấy ở đây.
thì sẽ được tặng cái tắm tẩy da chết này. Trị giá là 490.000 đó. Ngoài ra thì mọi người sẽ còn được tặng một voucher trị giá là 100.000 cho lần mua hàng tiếp theo. Đấy. Bây giờ thì tại vì là anh còn phải lát nữa anh phải test cho mọi người xem nhìn hai cái sản phẩm chăm sóc ban đêm và ban ngày nữa. Vì anh sẽ rửa cái tay này của anh để cho mọi người cảm nhận được là khi da của mình ủ trắng thế này xong thì da của mình nó được mềm mịn và nó mướt như thế nào nhá. Ví dụ kem dưỡng trắng da ban đêm và ban ngày thì mình dùng đều, ban đêm thì mình dùng kem ban đêm, không sáng dậy thì mình dùng kem ban ngày. Còn cái tắm ủ trắng da hoạt tính thì chị anh đang dùng 1 tuần 2 lần. Bạn nào mà muốn cảm nhận nhanh, tắm nhanh thì mọi người có thể dùng 1 tuần 3 lần, cứ cách 1 ngày mình dùng 1 lần. Đấy. Từ nãy giờ anh bôi được phải đến 15-20 phút rồi thì da của anh vẫn đang như thế này. Người thấy không? Nó có sự khác biệt đấy. Nó có sự khác biệt với cả tay này của anh, nó mướt hơn này. Đó, và mọi người thấy là nó không hề có một cái dấu hiệu gì là châm chích hay là mẩn đỏ hay là hạt gì, dị ứng gì, đỏ đỏ gì. Đó, thì mọi người có thể hoàn toàn yên tâm về sự an toàn của da. Đấy, còn hiệu quả hay không thì mọi người nhìn làn da của anh thì mọi người sẽ thấy rằng là anh đang sử dụng sản phẩm này. Đó, mọi người thấy không? Nó rất là láng này, nó rất là láng, nó rất là mướt. Và làn da của mình nó được rất là sạch. Cảm giác như là cái than hoạt tính này, cái ủ than này nó đào thải tất cả những cái độc tố ở trên bề mặt da của mình và nó cấp ẩm cho da của mình. Ngoài ra thì nó làm cái lỗ chân lông của mình rất là thông thoáng, rất là sạch, để nó sẵn sàng, để làn da của mình sẵn sàng sử dụng các loại kem dưỡng thì nó hấp thụ rất là tốt. Đó, khi mà làn da của mình rất là sạch như này rồi nhá, vừa được tẩy da chết này, vừa được thải độc này, vừa được cấp ẩm này, đó, vừa được coi như là được mở các lỗ chân lông của mình ra, lỗ chân lông của mình bây giờ rất là thông thoáng rồi, thì cái việc mình chăm sóc, việc mình bôi kem dưỡng nó hấp thụ rất là tốt, đó, và mình phải làm đúng các từng bước như vậy thì mình mới có được làn da như ý muốn mình, nhá. Cái whitening body cream này tức là nó là kem dưỡng ban đêm rất quan trọng. Bởi vì khi mình tắm xong các lỗ chân lông của mình nó được thông thoáng, nó đào thải hết tất cả những cái độc tố và cũng như là da chết trên da của mình rồi, thì việc mình bôi kem dưỡng ban đêm để nó hấp thụ, cấp ẩm và làm trắng sáng da của mình từ bên trong là rất quan trọng nhá. Đây, với cánh tay của anh thì anh chỉ bôi một cái lượng vừa đủ như thế này thôi. Chất kem lỏng nó có rất nhiều dưỡng nhưng mà nó lại không có cảm giác bị dính. Bởi vì sao? Bởi vì là nó cấp làm độ dưỡng vừa đủ cho cơ thể của mình, để khi nó vào da là nó sẽ tẹp vào da mình luôn, nó sẽ ăn, sẽ thẩm thấu vào da của mình luôn á. Đó. Và nó sẽ cấp ẩm, cấp nước cho da của mình nhưng lại không hề có cảm giác bị dính dính khó chịu. Đấy, bởi vì là anh rất sợ bôi kem ban đêm. Rất sợ bôi kem ban đêm bởi vì là nó mà dính dính trên da ngủ rất khó chịu luôn ấy. Nhưng mà bôi cái kem này thì mê luôn. Mình chăm sóc da ấy mà, những cái sản phẩm nó ngấm, nó sẽ thẩm thấu sâu vào da của mình, nó nuôi dưỡng da của mình từ bên trong. Và những cái sản phẩm dưỡng mà nó lại bảo vệ được da của mình khỏi những cái tác động tác hại như là nắng từ bên ngoài ấy, thì da của mình sẽ rất là khỏe và nó sẽ trắng sáng từ bên trong. Thì cái làn da trắng khỏe nó sẽ rất là sáng và nó rất là hồng hào, chứ nó không phải như một số những dòng kem trộn hay là một số những dòng kem đặc ấy, tức là phần lớn nó là kiểu dạng kem trộn ấy, thì nó chỉ ở trên cái bề mặt da của mình thôi. Khi mà đập lên một cái thì da mình nó sẽ trắng ngay, nó như là kiểu một lớp phấn ấy, nó như kiểu một lớp phấn, lớp kem ấy, thì đập lên phát nó sẽ trắng trắng bốp ra. Nhưng nó chỉ là một cái lớp matit ấy, như kiểu một lớp bạc matit ở trên bề mặt da, mà nó cũng không thật sự thẩm thấu được vào da của mình, bởi vì nó rất là nó chỉ ở trên bề mặt da của mình thôi. Và đặc biệt là khi mà mình dùng xong một thời vài tiếng ấy, thì nó sẽ đọng lại các cái vân kem, sau đó thì nó sẽ bị loang lổ, bởi vì mình hoạt động này xong mình mặc quần áo rồi mình ra mồ hôi ấy, thì nó sẽ bị loang lổ, nhìn rất là kém duyên và nó rất là phản cảm. Đó, thì cái kem này nó không phải là dạng kem đặc, kem trộn như thế, mà nó là kem dạng kem dưỡng lỏng, để nó dưỡng sâu của da của mình từ sâu bên trong. Đấy, mọi người thấy không? Thơm, mà nó không phải thơm nồng đâu, một thơm của nó man mát, dễ chịu thôi, bởi vì là nó kiểu nó dưỡng ấy, mùi đúng mùi kiểu mùi kem dưỡng ấy, thích lắm. Còn ban ngày thì mình lại phải dùng dòng sang kem ban ngày, bởi vì kem ban ngày nó sẽ như là một cái loại kem để nó khóa lại tất cả những cái dưỡng chất mà mình đã cung cấp cho đó tối hôm trước, và nó cũng sẽ có một lớp ở bên ngoài để nó bảo vệ mình này, chống nắng cho mình này, và bảo vệ tất cả những cái bụi bẩn, những cái tác nhân từ môi trường nó sẽ bám lại trên bề mặt da của mình, nó sẽ chỉ bám lại trên bề mặt da của mình thôi, và nó sẽ không hấp thụ vào trong lỗ chân lông, thì nó sẽ không làm cho da của mình bị đen, bị cằn cỗi, nó bị sạm nám gì đó các kiểu. Thế sau đó về thì mình lại tắm thì nó sẽ trội hết những cái bẩn bụi bẩn đấy trên bề mặt da của mình đi, còn bề mặt trong da của mình vẫn rất là khỏe và rất là trắng. Đấy là từng bước đúng cách
đủ, đúng và đủ quy chuẩn để có một làn da trắng xóa, trắng xóa. Tất cả dòng sản phẩm đều có tổng giá là 490.000. Đấy, nhưng hiện tại công ty đang có chương trình khuyến mại, tức là mình mua một combo là gồm có cái tắm này này, cái tắm ủ trắng này, với cả một cặp dưỡng da ban đêm và dưỡng da ban ngày này, thì mình sẽ được tặng một cái sữa tắm hàng ngày này. Bây giờ thì anh phải áo ra để anh đi tắm tiếp, tắm nốt phần còn lại mà anh mới chỉ tắm cánh tay thôi. Bây giờ chỉ việc inbox và mua hàng để trải nghiệm thôi. Còn nửa tháng nữa là Tết, đủ thời gian để cho ta có một cái làn da sáng trắng để ăn Tết đúng không? Bây giờ anh ao ra đây, cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của anh nhá. Và anh sẽ gặp lại mọi người một livestream khác.